Bivot, giải pháp học cổ đông trực tuyến số 1 Việt Nam. Bivot là giải pháp tuyệt vời không chỉ trong mùa dịch Covid mà còn là xu thế công nghệ của tương lai. Với Bivot, mọi doanh nghiệp có thể dễ dàng tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến, tiết kiệm chi phí, cổ đông biểu quyết online dù ở bất kỳ đâu. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng blockchain minh bạch, công khai và toàn vẹn dữ liệu. Kết quả bỏ phiếu hợp pháp và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đặc biệt, hệ thống cho phép hàng triệu người truy cập một lúc mà không xảy ra ngẽn mạng. Truy cập ngay website hocodong.bivot.vn để đăng ký tư vấn miễn phí và dùng thử ngay hôm nay. VinFast sắp chế tạo xe bán tải. Hình ảnh kiểu dáng công nghiệp của mẫu xe VinFast mới cho thấy nhà sản xuất Việt Nam có dự định chế tạo một mẫu bán tải trong vài năm tới. Trong công báo sở hữu công nghiệp mới của Cục Sở hữu Trí tuệ, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast đã được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho hàng loạt mẫu xe mới, gồm cả xe hai bánh và ô tô. Đáng chú ý trong đó chính là một mẫu thiết kế xe bán tải mang thương hiệu Việt Nam. Theo đó, kiểu dáng độc quyền của xe bán tải VinFast đã được cấp bằng độc quyền vào ngày 8 tháng 10, nhưng đến ngày 25 tháng 11 thì mới được công bố. Có thể thấy, tác giả của bản mẫu này là ông Filippo Porini, giám đốc thiết kế của studio nổi tiếng Itor Design. Bản phác họa sơ lược của mẫu xe này cho thấy hình dáng khá bề thế và cứng cáp. Phần đầu và đuôi sở hữu hai logo chữ V đặc trưng, kèm theo phần đồ họa trang trí phía dưới cũng có dạng chữ V cách điệu, giúp cho cái nhìn đồng bộ trước sau khá là tốt. Hai bên thân xe thì được trang trí bởi một số đường gân dập chìm hoặc nổi, kết hợp với đầu xe lớn và vuông vức khiến mẫu bán tải này trông rất mạnh mẽ. Khoang cabin xe thì được phân bổ nhiều cho hàng ghế trước, với cánh cửa trước lớn hơn khá nhiều so với cánh cửa phía sau, trong khi thùng xe thì được làm khá dài. Theo thông tin trong văn bản này, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của mẫu xe bán tải VinFast đã được nộp từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Khi đó, nhà sản xuất Việt Nam vẫn chưa mở bình chọn dòng xe Premium mới. Ít ngày sau, hình ảnh một mẫu bán tải lạ xuất hiện trong trang bình chọn SUV hạng D đã khiến nhiều người bất ngờ. So sánh với thiết kế xe bán tải được bình chọn trước đây, hình ảnh phác thảo trong bản độc quyền kiểu dáng công nghiệp mới có rất nhiều đường nét tương đồng. Điều đáng chú ý là mẫu thiết kế đã không nhận được bình chọn nhiều nhất khi đó. Công bố 7 mẫu xe được lựa chọn nhiều nhất của VinFast không hề nhắc đến mẫu bán tải nào. Ngoài ra, chưa có thông tin cụ thể về những chi tiết kỹ thuật của xe. Việc sản xuất một mẫu bán tải không hề dễ dàng trong bối cảnh VinFast chưa phát triển được nền tảng ô tô cho riêng mình. Trong khi đó, các hãng xe trên thế giới đang chuyển hướng dùng hệ thống khung gầm liền cho xe bán tải mới thay vì dạng khung gầm tách rời truyền thống. Công báo sở hữu công nghiệp mới của Cục Sở hữu Trí tuệ cũng đề cập đến ngày hết hạn hiệu lực của kiểu dáng này là ngày 14 tháng 1 năm 2024. Do đó, VinFast nhiều khả năng sẽ hiện thực hóa thiết kế mẫu xe bán tải của mình trong thời gian tới. Liệu thị trường Việt Nam sẽ đón nhận một mẫu bán tải nội địa? Tất cả sẽ rõ ràng trong 2 đến 3 năm nữa. Theo cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.